cứ mới độ xuân về, các loài hoa lại đua nhau khoe sắc ngào ngạt hương thơm. Nếu như hoa mai tượng trưng cho một cái Tết sung túc ở phương Nam, thì hoa đào lại là biểu tượng của mùa xuân bất diệt ở miền Bắc. Hoa đào là loài thực vật thân gỗ, chỉ nở một lần trong năm. Chính vì vậy, hoa đào đã trở thành biểu tượng của mùa xuân, của ngày Tết đoàn viên sum họp. Người miền Bắc thích chơi với cây đào vì hoa có màu hồng đỏ, mang lại sự may mắn phúc lộc đầu năm. Các cụ ngày xưa thường bảo, cắm cành đào trong nhà là cản được gió đông. Sân nhà ai trồng đào thì đó là sân nhà phú quý. Nhà thơ Vũ Đình Liên từng viết, mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông đồ già. Hoa đào từ bao giờ đã đi vào thơ ca một cách rất tự nhiên như thế. Nhân dịp Tết đến xuân về, Phương Thảo xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới!